chào các cụ nhá, trời hơi tối xíu. Đó, mong các cụ thông cảm. Mới về em morning 2014. Các cụ nhìn màu này là biết ngay, màu chó đuổi này nhìn là biết ngay. Cửa đóng bạch 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 bạch. Em này ra biển Hải Phòng 2014 số sàn. Bán giá rất mềm thôi. 168 triệu. 168 triệu thôi nhá. Đây, trong xe. Đó, nói chung là không có gì cả, điều hòa rồi là số sàn có cái màn hình con. Giá rất mềm thôi. Mâm thì là bản này thì là vẫn cứ mâm ốp nhựa này thôi nhá. Mâm ốp nhựa. Giá rất hợp lý rồi. 168 triệu chào bán thôi, còn anh em cứ liên hệ trực tiếp giá nó còn khác nhá. Giá còn khác ngay. Lốp thì mới. Quay nguyên lốp cho các cụ xem luôn. Nói chung là mua về chỉ việc đi thôi, đăng kiểm dài lắm, tháng 12 năm sau. Lắm bạc. Thời gian gần đây bên nhà mình về rất nhiều morning này, về rất nhiều morning. Giá này cứ mềm, về được thì các cụ mua nhanh, những em nhảy bán rất nhanh thôi, 168 triệu. Liên hệ cho em là Lân Tùng nhá. Em ở Hải Phòng. Số điện thoại 0907719111. Cũng là số Zalo của em luôn. Các cụ cứ liên hệ trực tiếp với giá nó còn mềm hơn, xe cực kỳ chất lượng thôi. Trời hơi tối các cụ thông cảm này. Hơi mờ một xíu. Táp ly cánh các thứ còn ngon nhá. Với những em như này thì cái màu này thì có thể nó kén khách. Nhưng mà cụ nào mà thích đi đường mà thích nổi ấy, thì cứ dòng này mà chơi. Cứ cái mã màu này là chơi thôi. Đèn đúng các thứ dọn đẹp, đẹp rồi. Đèn các thứ đẹp hơn xíu nữa thì chỉ cần lắp thêm cái bộ mâm lên thôi. Con này thì cam kết là không có đâm đụng nặng gì cả. Không có đâm đụng nặng. Máy móc số má còn ngon. Tuy nhiên là vết xước thì nó cũng có, nhưng được làm lại rồi. Thường thường là xe nó sẽ xước ở những cái chỗ này, nhưng mà nó phải lại rồi, không còn xước cái này. 168 triệu. Đẹp mà. Mặt ca lăng ốp cờ rôm hết. Trước cái này em vẫn giao toàn quốc. 2014 vận chuyển toàn quốc luôn. Mời các cụ qua Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng xem xe nhé. Nhưng các cụ ở xa thì cứ ở nhà thôi, em ship xe tận nơi. Vừa bật cái đèn lên sáng này, quay vào trong xe các cụ xem. Ghế da lên lại hết rồi, sạch đẹp. Chìa khóa cơ bình thường. Trần nỉ bọc ni lông nhé, còn mới nguyên. Trong xe thơm lắm. Các cụ nhìn ngay chỉ có ưng luôn thôi. Cái tầm tiền này thì mình mua, cứ mua cái dòng này lành như đất. Mua về đi vài năm không phải lo sửa chữa gì cả. Liên hệ cho em nhé. Xem kênh thì đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới. Các cụ nào thích thì ấn like cho em phát và thêm vào biểu tượng chuông và video ra cái thì các cụ xem được ngay. Đợt gần đây thì nhà em bán nhiều xe quá, bán mạnh quá, bán hết cả xe rồi. Em laser mới về cũng bán rồi, đang cho cả số. Liên hệ nhanh nhá, các cụ chần chừ nó cũng không lấy được xe. Con này lên cả biển, lên cả cam lùi các thứ đầy đủ rồi. Cảm ơn các cụ nhá. Em có em morning 2014 số sàn đang chào bán 168 triệu. Liên hệ cho em nhá, xem xe tại Hải Phòng.